Chào các bạn, hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kê khai thuế với phần mềm hỗ trợ 3T Cloud để chúng ta có thể tải được hóa đơn đầu ra và đầu vào hàng loạt. Đối với hóa đơn, chúng ta đã đăng ký với là Tổng cục Thuế trên trang hóa đơn điện tử theo thông tư 78 sẽ giúp cho các bạn là rút ngắn được thời gian rất là nhiều. Để sử dụng phần mềm thì các bạn sẽ tải cái phần mềm là 3T Cloud, các bạn giải nén nó ra và sau đó các bạn cài đặt như bình thường. Sau khi cài đặt thì các bạn sẽ tiến hành đến các cái thủ tục là các bước là đăng ký, và ở đây là sử dụng miễn phí nên các bạn có thể tải và sử dụng như bình thường, và nó không giới hạn số lượng công ty, các bạn xài bao nhiêu cũng được. Thay vì trước kia là chúng ta sẽ kê khai thuế thì nó sẽ gây tốn thời gian chúng ta rất là nhiều, có thể chúng ta sẽ mất 5 10 ngày, và đặc biệt là làm dịch vụ kế toán thì chúng ta mà ngồi đợi hóa đơn khách hàng cung cấp cho chúng ta thì chúng ta sẽ tốn thời gian rất nhiều. Thì đối với phần mềm này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn có thể lấy được các cái hóa đơn điện tử đầu ra đầu vào theo thông tư 78 một cách nhanh nhất để các bạn có thể khai thuế, và việc còn lại là các bạn chỉ soát lại các cái nội dung hóa đơn sao cho hợp lệ hay chưa hợp lệ mà thôi. Thì sau khi cài đặt phần mềm thì nó sẽ có cái giao diện như thế này, nhưng mà nó sẽ nằm chính ở cái góc bên là thanh tab 3, và các bạn thấy đây là cái giao diện thì chúng ta sẽ bấm click phải. Sau đó chúng ta sẽ có một cái nút là công cụ lấy hóa đơn điện tử. Và để họ lấy hóa đơn điện tử được thì chúng ta sẽ phải có, đối với hóa đơn điện tử thông tư 38 thì chúng ta có đăng ký và bằng mã số thuế cũng như là phải có cái mật khẩu. Thì cái mã số thuế và mật khẩu ở đâu thì chúng ta sẽ vào trên, đối với trang là các bạn sẽ thấy là trang vào Google Chrome, và sau đó chúng ta sẽ có hóa đơn điện tử .gov.rdt, thì nó chính là cái trang hóa đơn điện tử mà chúng ta thường sử dụng để chúng ta tra cứu. Và cái hình ảnh giao diện là chính là cái phần mềm như này, là cái hình như này để chúng ta là biết là cái trang hóa đơn mà chúng ta lấy. Đây, đây là cái đường link để chúng ta sẽ đăng nhập vào cái giao diện trang hóa đơn điện tử mà chúng ta đã đăng ký. Nếu các bạn đã có mật khẩu thì các bạn có thể đăng nhập vào đây và để các bạn có thể tải được đầu ra và đầu vào. Thì đối với cái phần mềm này nó cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta được một phần các cái khối lượng công việc. Do đó chúng ta phải có mã số thuế và mật khẩu để chúng ta đăng nhập. Thì cách để tra cứu trên phần mềm như sau, chúng ta click phải, chúng ta sẽ chọn lấy công cụ. Và sau đó chúng ta sẽ sang nút góc ở cuối cùng ở bên trái, chúng ta có cái mục đăng nhập. Và chúng ta đăng nhập bằng email đăng ký, mật khẩu, và chúng ta sẽ là bấm đăng nhập. Nếu chúng ta chưa có, chúng ta có thể đăng ký như bình thường. Và chúng ta có thể thêm ở đây là mỗi một công ty thì chúng ta sẽ có một cái mã số thuế để chúng ta làm căn cứ, và tên công ty viết tắt để chúng ta dễ nhớ là được rồi. Nếu chúng ta làm 10 hay 100 công ty chúng ta có thêm vào. Và để tra cứu hóa đơn công ty nào thì chúng ta click vào công ty đó, sau đó chúng ta sẽ bấm lấy hóa đơn. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ bấm tạo kết nối. Thì các bạn sẽ thấy các cái hình răng cưa ở đây nó sẽ hiện lên, và đồng thời chúng ta sẽ nhập các cái mã này vào. Và chúng ta sẽ bấm là chấp nhận. Sau khi bấm chấp nhận rồi thì các bạn sẽ bấm tải danh sách. Thì nó sẽ hiện cho chúng ta là đầu ra và đầu vào. Và đồng thời chúng ta sẽ chọn cái năm mà cái khung thời gian mà chúng ta sẽ là tra cứu để lấy hóa đơn đầu ra và đầu vào. Thì như vậy kỳ kê khai thuế của quý 1 năm 23 của chúng ta sẽ là 31 tháng 3, từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 3, nên chúng ta chọn đầu vào. Và sau đó các bạn sẽ chọn cái phần mềm nào sao cho nó hiển thị khác, thì nếu các bạn chọn trên Visa cho nó ngắn gọn thì các bạn chọn mục này. Và chúng ta sẽ bấm là chấp nhận. Thì sau khi bạn bấm xong thì phần mềm sẽ lọc các cái hóa đơn về đầu vào của chúng ta. Như vậy chúng ta tổng hóa đơn đầu vào trong quý 1 chúng ta là 19 tờ hóa đơn đầu vào, trong đó sẽ có nội dung chi tiết. Ví dụ như hóa đơn này các bạn click vào thì các bạn cũng sẽ có các cái nội dung là liên quan đến số tiền. Còn nếu các bạn muốn hiển thị được cái nội dung chi tiết bên trong thì các bạn sẽ bấm tải XML.
Thì các bạn thấy đây là sau khi bạn bấm xong rồi thì các bạn thấy đây là cái nội dung hàng hóa dịch vụ bên trong nó sẽ được hiện cho chúng ta. Và sau khi bạn bấm tải XML xong thì chúng ta sẽ đến cái phần là cái xuất dễ Excel hoặc là tải danh sách. Thì đây các bạn sẽ chọn là tải danh sách nếu các bạn sử dụng để chúng ta có thể lên được sổ một cách nhanh chóng hơn hoặc là phiếu mua hàng. Thì đây nếu mà chọn theo hình thức phiếu mua hàng thì các bạn bấm chấp nhận. Và lúc này các bạn sẽ xuất dễ Excel thì nó sẽ cho chúng ta là chọn mục đối tượng và danh mục vật tư. Thì các bạn nếu để nguyên thì các bạn chọn hết thì các bạn bấm đồng ý. Thì sau khi làm xong thì phần mềm sẽ tổng hợp xong, thì các bạn thấy đây là toàn bộ cái nội dung về đầu vào của chúng ta nó đã được tổng hợp. Các bạn muốn khai VAT thì chúng ta có thể lấy dữ liệu này để chúng ta khai được như bình thường. Việc còn lại chúng ta chỉ là soát lại cái nội dung hàng hóa dịch vụ để xem là có bị sai sót ở đâu không. Rồi sau đó là chúng ta sẽ tiến hành kê khai được vào. Thì ở đây các bạn có thấy là cái mục tải danh sách này thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái hình thức để chúng ta chấp nhận, ví dụ phiếu mua hàng hoặc là khác, thì chúng ta có thể chọn các cái nội dung đối tượng. Thì sau khi các bạn làm xong thì phần mềm cũng đều cho chúng ta những cái phần kết quả để chúng ta là lưu trữ lại. Và như vậy thì với cái việc mà tổng hợp đầu vào lúc này nó sẽ rất là nhanh chóng cho chúng ta. Thì rõ ràng phần tải danh sách này thì các bạn có thể chọn là cái phiếu mua hàng qua kho hoặc là phiếu kế toán. Các bạn chấp nhận và sau đó các bạn kết xuất dễ Excel. Thì các bạn có thể lưu trữ lại như sau, chúng ta lưu ngoài desktop. Chúng ta bấm save in thì chúng ta sẽ ghi là quý 1 2023 quý 1 đầu vào. Và chúng ta có thể là sum nó lại. Thì chúng ta thấy là trước thuế chúng ta là 6 triệu 8 và cuối cùng giá trị của chúng ta sẽ là 659. Thì đó là cho cái phần đầu vào. Còn đầu ra thì chúng ta sẽ tiến hành là tải danh sách thì chúng ta lại chọn đầu ra và cũng khung thời gian như trên. Sau đó các bạn bấm chấp nhận. Và khi bấm chấp nhận rồi, phần mềm sẽ liên kết với trang tổng cục thuế về trang thuế điện tử, hóa đơn điện tử để nó tra cứu lại cho những cái hóa đơn mà các bạn đã xuất ra và nó phù hợp. Các bạn đợi một chút và sau đó phần mềm sẽ cho các bạn kết quả. Thì như vậy các bạn đã thấy là chúng ta có thể bấm tải XML về. Và sau khi các bạn tải XML thì chúng ta đã có tổng ở đây là hai hóa đơn đã tải về. Kết quả tải về thì nó sẽ nằm ở chúng ta một cái folder bên trong theo từng cái mã số thuế một. Thì các bạn thấy đây là tất cả về hóa đơn đầu ra mà chúng ta lưu ở chế độ ở dạng là XML, tức là XML để chúng ta là các cái hóa đơn đầu ra của chúng ta. Còn hóa đơn đầu vào thì chúng ta thấy đây là tất cả những cái hóa đơn đầu vào của chúng ta cũng được tải về và nó dưới hình thức là XML. Và các bạn cũng có thể sau khi làm xong rồi thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ có cái phần là tạo danh sách hoặc là các bạn không cần tạo danh sách cũng được. Và tiếp theo là chúng ta sẽ kết xuất dễ Excel. Và đây là kết quả cho hai cái tờ hóa đơn đầu ra của chúng ta. Sau đó các bạn sẽ bấm Save as ra ngoài desktop để chúng ta lưu. Thì ở đây chúng ta sẽ ghi là 2023 quý 1 đầu ra. Thì các bạn thấy là chúng ta đã có toàn bộ về các cái nội dung về hóa đơn đầu ra và số tiền tương ứng. Thì bước còn lại chúng ta chỉ là việc lên hỗ trợ kê khai để chúng ta khai thuế mà thôi. Thì để lên hỗ trợ kê khai thì chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta đóng phần mềm lại. Chúng ta sẽ mở hỗ trợ kê khai ra. Chúng ta chọn công ty mà chúng ta cần kê khai thuế. Sau đó các bạn chúng tôi lấy giả sử như thế này và sau đó chúng ta đóng đồng ý.
Tiếp theo chúng ta sẽ vào là ở cái tờ khai VT thông tư 80. Chúng ta sẽ chọn là chi cục thuế, chúng ta chọn tờ khai quý, ví dụ đây quý 1, và các bạn bấm đồng ý. Sau khi chúng ta bấm đồng ý xong rồi thì chúng ta đã có cái giao diện kê khai đối với tờ khai giá trị gia tăng theo thông tư số 80. Và các bạn chỉ cần mở cái đầu vào. Thì các bạn thấy đây số tiền là bao nhiêu thì chúng ta chỉ việc là cóp lại, chúng ta đưa vào chi tiêu 23. Và đối với VT đầu vào chúng ta cũng đưa vào chi tiêu 24. Và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục là cho hóa đơn đầu ra. Thì chúng ta sẽ dùng cái hàm sum, chúng ta sum lại. Thì như vậy là phần mềm đã hỗ trợ cho chúng ta cái việc lấy hóa đơn đầu vào và đầu ra cách nhanh chóng, và lúc này chúng ta chỉ việc kết xuất ra file XML để chúng ta nộp tờ khai là xong. Thì chúng ta nộp lên trang tổng cục thuế. Thì đó là cách để chúng ta kê khai VAT hàng tháng thông qua cái phần mềm là BAT Plus, để chúng ta là BAT Cloud và chức năng hỗ trợ tool để chúng ta có thể lấy đầu ra đầu vào mà khai VAT một cách nhanh chóng nhất có thể. Và với việc này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể kê khai VAT một lúc trong một tuần, thì các bạn có thể kê khai mấy chục công ty cũng được, có khi cả trăm công ty cũng được. Thì đó là ưu điểm khi chúng ta sử dụng cái tool hỗ trợ này.